họp và phải ứng với ngân hàng 22 triệu tự đóng được trả. Vậy mày ngon hơn. Nhạc quá, tụi mong chắc là đến nhà mẹ. Một gì luôn ạ. Thì đấy là trà sữa mà có phải sữa tươi đâu. Con này làm cũng được, không phải không? Này 20 năm. Nhưng mà... Đi là 25. Nhưng mà nó nấu cái tiếng cho con... Cái gì ấy? Nhớ á. Nó không rửa. Ừ. Nó không rửa. Nó không rửa, nó lại cái độ ngọt của nó. Nó lấy cái độ bánh nhầy của tiếng cho để lại để cho nó ngọt ấy. Tiếng cho nó rất ngọt. Nấu chứ. Tiếng cho nó ngọt. Một nước rửa ra cái nước nước của nước đấy. Cái nước nước nó không được. Cái nước nó không được. Khi mình uống mình nhớt nhớt thì là những như thích này. Đâu, nó còn xem lại cái đường nữa. Không phải nó chỉ rửa nó sạch này, xem lại đường nó vẫn xem lại là để ngọt cho chân châu thôi. Xem là nó mặc lại đó. Nó làm gốc. Đúng rồi, tôi biết. Vâng. Đây là mình hút, không hút được là lý do vì vậy đấy. Cắm hút vào hút, hút vào hút, hút lên được. Nhân nhớ nhau. Nhân nhớ nhau, nhớ nhớ nhau, nhớ nhớ nhau. Cái này còn có kem nữa. Thôi. Không sao. Đang uống mà miêu tả mà không uống nữa. Cái gì? Không biết cái gì nữa. Thì là trên uống trên châu như vậy luôn á. Em uống trên châu trong giờ lại ra. Con nhớ là trên châu trong giờ sạch cái nhớ thì đi trừ trà sữa, trà sữa. Trên châu là trên châu chứ đâu kiểu như thế này. Nãy giờ tao cứ nhầm sang ngón trước tiên cho đường đen á. Châu có món đường nhưng mà ăn thì chân châu để lại một cái vị đó là chua 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 của nó tiền ý là giống như kiểu mà chân châu mình bỏ từ lại cái bộ trứng ấy, thế xong bỏ ra luộc lại nhưng mà không phải rửa để y như vậy xong rồi đong y cho mình kiểu ấy. Thường tích châu nó là từ 4 năm mà mình rửa mình nhớt ở bên ngoài đi. Để lại cái viên hình tròn thôi. Cái này mới nấu rồi. Nó có thể làm ổn rồi. Có bánh ngon nữa đúng không? Cái đường nó nhớt quá nên là không ăn được vị bánh lăng nữa. Nó quyện mất rồi. Nó bình thường mình hút riêng rồi mình hút các bánh lăng lên kéo lên. Biết ở mình về bánh lăng. Bây giờ hút lên một giây. Nó uống vẫn được nhưng nó bị ngon. Nếu mà cái chân cho này nó rửa đi thôi, đau là mình sẽ bị ngon. Một là nó không biết, hai là nó cũng bị nó làm vậy. Hai nó biết là nó cũng bị nó làm vậy. Vậy là cái nước nó ảo quá. Ừ, biết nó làm vậy. Nhưng mà nó đâu có phải là hay đâu á. Tại nhiên nó hút trà sữa lên bị nhớt dây á. Anh cũng đi mua đi vậy? Chị lại nó. Anh cũng đi mua đâu, anh cũng mua đâu. Mà anh cũng dám đi mua.